Con nhìn chẳng thấy gì cả. Nào lớp mình hôm nay mình sẽ sang bài thứ hai của toán hình lớp 6. Đó là bài 3 điểm thẳng hàng, được chưa? Alo. Thì các con hãy tắt hết mic đi cho cô Thu nhá. Tắt hết mic đi nào để cùng nghe cô giảng bài hôm nay nhá. Được chưa? Tắt hết mic đi nhá. Được chưa? Để nghe cô giảng nhá. Buổi học hôm trước thì các con đã được làm quen với bài điểm đường thẳng rồi đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ sang một bài nữa, đó là bài 3 điểm thẳng hàng, được chưa? Thì bài 3 điểm thẳng hàng này nó có ý nghĩa gì và đặc biệt khác so với bài trước như thế nào? Các con sẽ nghe vào bài giảng bây giờ nhá. Nhìn này, mình vào bài thứ 2 3 điểm thẳng hàng này. Thì cô sẽ có hai cái hình minh họa mô phỏng như thế này. Một là 3 điểm, điểm A, điểm D, điểm C, được chưa? Cùng nằm trên một đường thẳng thì người ta gọi 3 điểm A, D, C này thẳng hàng, được chưa? Và cô có một cái mô phỏng nữa là 3 điểm R, S, T không thẳng hàng ở 3 cái vị trí mà bất kỳ như này, được chưa? Đấy, thì cô sẽ gọi là 3 điểm không thẳng hàng, được chưa? Vậy thì mình sẽ vào một nhỏ, thế nào là 3 điểm thẳng hàng, được chưa? Khi 3 điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói chúng là 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ hình đầu tiên, được chưa? Đấy, con nhìn nhá. Khi 3 điểm A, B, C nhá, chúng cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói đường thẳng, thì ta nói nhá, 3 điểm này thẳng hàng nhá. Vậy thì khi 3 điểm A, B, C không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào thì ta nói chúng không thẳng hàng, được chưa? Ví dụ trường hợp đầu tiên đây này, là 3 điểm A, B, C của mình cùng thuộc một đường thẳng, được chưa? Thì 3 điểm này thẳng hàng này, được chưa? Còn 3 điểm này không cùng thuộc một đường thẳng nhá, thì nó không thẳng hàng, được chưa? Nhá. Đấy, nhớ đấy ạ. Thì rất là đơn giản để mình nhận biết là 3 điểm thẳng hàng thôi, được chưa? Nếu chúng cùng thuộc một đường thẳng thì 3 điểm đó thẳng hàng. Còn nếu chúng không cùng thuộc một đường thẳng thì 3 điểm đó không thẳng hàng. Có thế thôi, được chưa? Rất là đơn giản, được chưa? Nên các con sẽ ghi cho cô tiêu đề bài là 3 điểm thẳng hàng, được chưa? Sau đó thì các con vào mục một nhỏ là thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Thì con ghi cho cô dấu chấm thứ nhất là 3 điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói chúng thẳng hàng, được chưa? Còn cái dấu sau thứ hai là 3 điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói chúng không thẳng hàng, được chưa? Thế thôi nhá. Đấy, rất là đơn giản, được chưa? Và các con sẽ vẽ cho cô minh họa hai cái hình này vào nhá. Con sẽ vẽ cho cô minh họa hai hình này này. Hình 8A và hình 8B. Hình 8A là biểu diễn là 3 điểm A, C, D thẳng hàng. Còn hình 8B là biểu diễn 3 điểm A, B, C không thẳng hàng, được chưa? Các con sẽ ghi chép cho cô hai cái mục này vào, được chưa? Và vẽ minh họa cho cô hai cái hình minh họa để minh chứng rằng chúng có thẳng hàng hay không nhá. Ghi xét cẩn thận cho cô nào để cô sẽ sang một mục tiếp theo giảng các bạn nha. Nào, mình cẩn thận cho cô nhá. Ôi, cô nghe được gì không ạ? Được chưa nhỉ? Mình sẽ ghi nhanh nhá. 3 điểm A, B, A, C, D thẳng hàng. Được chưa? 3 điểm này A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói chúng thẳng hàng, minh họa ở hình 8A, được chưa? Còn 3 điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng bất kỳ nào, được chưa? Thì ta nói chúng không thẳng hàng nhá. Đấy, vẽ cẩn thận và ghi cẩn thận cho cô.
Ôi. Được chưa? Con sang phần thứ hai nhá. Phần thứ hai là quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng nhá. Thì với ba điểm ABC như hình 9 này thì ta có thể nói là điểm C và B, được chưa? Nằm cùng phía với điểm gì ạ? Điểm A. Còn hai điểm A và C nằm cùng phía với điểm B, được chưa? Hai điểm A và B nằm khác phía với điểm C. Chưa? Còn điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Và từ đây thì mình có một cái nhận xét như sau này. Trong ba điểm thẳng hàng thì có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại, được chưa? Đấy. Các con ghi chép cẩn thận nhá. Sau đó cô sẽ hướng dẫn bài tập. Thì bài hôm nay rất là đơn giản, chỉ có hai vấn đề thôi nhá. Rất là đơn giản, có hai vấn đề thôi. Cô ơi. Nào tập trung cao độ nào, nhanh lên nhá. Viết cho cô và nhanh lên để cô sẽ giảng nào. Viết cẩn thận nhá. Nó như thế nào? Đi nhá, tôi giảng kỹ này. Với ba điểm ABC như hình 9 này, hình 9 mình minh họa ba điểm ABC được chưa? Đấy thì ta có thể nói điểm C và điểm B nằm cùng phía với điểm A, được chưa? Được chưa? Nhìn nhá, với một đường thẳng ở hình 9 này với ba điểm A, C và B này, được chưa? Đấy như hình 9 nhá. Thì mình thấy là điểm C và điểm B nằm cùng phía với điểm A. Điểm C nhá và điểm B này, được chưa? Thì nằm cùng phía với điểm A. Còn điểm A và điểm C, điểm A và điểm C thì nằm cùng phía với điểm B, đúng không ạ? Và hai điểm A và B nằm khác phía với điểm C, tức là điểm A nằm bên này so với điểm C. Còn điểm B là bên này so với điểm C, được chưa? Còn điểm C người ta phát biểu là nằm giữa hai điểm A và B, được chưa? Các con ghi chép đầy đủ phần này cho cô Thu nhá. Và ghi một cái phần nhận xét quan trọng nữa là trong ba điểm thẳng hàng thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại, được chưa? Trong ba điểm thẳng hàng nhá thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại, được chưa? Đấy, ghi chép cẩn thận cho cô, được chưa? Sau khi mình ghi chép xong thì mình thấy rằng bài hôm nay của mình chỉ có hai vấn đề lớn. Một là mình hiểu thế nào là ba điểm thẳng hàng. Thì mình chỉ cần nhớ là ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, đúng không ạ? Đấy. Và quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng thì chúng sẽ được phân tích ở những khía cạnh như sau. Thứ nhất là hai điểm nào thì làm cùng phía với điểm nào nhá, thì con phải xét là khi mà chúng cùng một chiều sẽ là gọi là cùng phía, đúng không? Thế còn hai điểm nào thì sẽ gì ạ? Làm khác phía với điểm nào, được chưa? Ví dụ này, mình thấy hai điểm điểm C và điểm B này, C và B làm cùng phía với điểm A. Điểm A và điểm C thì làm cùng phía với điểm B.
Nhưng hai điểm A và B thì lầm khác phía với điểm C, bởi vì điểm A, một điểm A lầm bên này, một điểm B lầm bên này, được chưa? Đấy. Và điểm C người ta quy ước là điểm lầm giữa hai điểm A và B, được chưa? Và mình sẽ có một cái nhận xét quan trọng, đó là trong ba điểm thẳng hàng thì có một điểm và chỉ một điểm lầm giữa hai điểm còn lại, được chưa? Con ghi chép đầy đủ tất cả mục này cho cô, được chưa? Sau đó thì cô sẽ vào phần bài tập nhé, hướng dẫn lớp mình làm bài tập phần này, được chưa? Các con làm kỹ từng bài cho cô nhá. Được chưa? Xong chưa? Mình sang phần bài tập nhá. Các con nhìn bài tập này. Bài tập các con sẽ nhìn quan sát bài tập đầu tiên cho cô xem như nào nào. Nào nhìn nhá, ở hình 10 cô cho hình 10 nhá, các con nhìn hình 10 mình có 3 điểm ABC hay 3 điểm AML thẳng hàng, được chưa? Nhìn nhá, hình 10 mình thấy là lấy thước để mình kiểm tra thì mình sẽ thấy là 3 điểm ABC hay 3 điểm AML thẳng hàng. Thì khi mà cho sẵn cái hình như này thì các con phải dùng thước của mình để mình áng chừng, được chưa? Mình áng chừng và mình đo nhá, mình áng chừng và mình đo, được chưa? Đấy, nhìn kỹ cho cô này, được chưa? Thì mình thấy mình lướt qua nhanh, đúng không ạ? Mình lướt qua nhanh này thì mình sẽ thấy là ba điểm, đúng không ạ? Đây này, ba điểm của mình là ba điểm ABC nhỉ, mình vẽ được ba điểm ABC này này, đúng không? Ba điểm ABC của mình thẳng hàng nhá. Đây, cô vẽ qua cho các con phác họa qua, đúng không? Thực ra thì mình phải vẽ bằng thước thì mình mới thấy nó chuẩn được, đúng không ạ? Nào, tôi sẽ vẽ cho các bạn nhé. Đây ạ. Đấy, con sẽ vẽ là ba điểm ABC của mình, vẽ khéo khéo chứ mình sẽ thấy nó thẳng hàng, đúng không? Đấy, chưa? Các con lấy cái thước con kẻ thẳng vào cho cô nhé. Đúng lúc này cô nó không kẻ được nhỉ. Nào, con thấy áng chừng mình kẻ nhé. Mình kẻ bằng thước kẻ của mình thì mình thấy được này, đường thẳng này, đúng không ạ? Đấy, nó kiểu áng chừng là mình thấy nó thẳng hàng, đúng không? Ba điểm ABC của mình thẳng hàng nhỉ. Đấy, còn M và N lệch hẳn xuống thì không thẳng hàng nhá. Thì mình sẽ thấy là ba điểm ABC thẳng hàng, còn ba điểm A và N ấy nhá, đây là thẳng hàng này, ba điểm này của mình thẳng hàng này. Được chưa? Ba điểm này của mình thì thẳng hàng nhá. Đấy, thẳng hàng, đúng không? Mày có bút chì người ta đúng không? Làm gì ạ? Đâu. Được chưa? Còn ba điểm này không thẳng hàng. Đúng không? Ba điểm này của mình không thẳng hàng nhá. Rồi, đây bài đầu tiên, được chưa? Thế còn sang bài thứ hai thì người ta hỏi như sau này. Xem ở hình 11, xem ở hình 11, hình 11 đây, được chưa? Gọi tên tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng, được chưa? Bộ ba điểm không thẳng hàng nhá. Thì chúng cứ cùng lầm trên một đường thẳng thì được gọi là ba điểm thẳng hàng. Còn khi mà chúng không cùng lầm trên đường thẳng thì chúng không thẳng hàng. Thế thôi nhá. Thì mình sẽ kể tên là ba điểm thẳng hàng này. Thứ nhất ba điểm thẳng hàng, đúng không? Mình sẽ thấy là cái đầu tiên là mình nêu là ba điểm thẳng hàng này. Được chưa? Nhá. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng lầm trên một đường thẳng này. Điểm B, điểm D, đúng không? Điểm C, được chưa nhỉ? Cặp thứ hai là điểm gì ạ? B, điểm E, đúng không ạ? Điểm A. Cặp thứ ba, B, E, A này. Cặp thứ ba là D, được chưa? E và G. Cặp thứ tư, nhìn nhá, nhìn kỹ vào nhá.
đây này, đường thẳng thứ nhất này, đường thẳng thứ hai này, đường thẳng thứ ba này, người ta bảo ba điểm cơ nhỉ. Đấy, thế thôi đúng không? Thế còn ba điểm không thẳng hàng này, ba điểm không thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng nhá. Thì chú ý này, những cái hình mà tạo nên hình tam giác như này được gọi là ba điểm không thẳng hàng nhá. Thì thứ nhất là B này, DE đúng không? Cái thứ hai là A, BC đúng không? Cái thứ ba của mình là B, E, D. Và cái cuối cùng của mình là gì ạ? E, A và G. Thì cái mẹo mình làm như sau này. Cứ nhớ là ba điểm thẳng hàng là chúng cùng lầm trên một đường thẳng, cùng lầm trên một đường thẳng, cùng lầm trên đường thẳng, được chưa? Còn ba điểm không thẳng hàng này cứ tạo thành những cái tam giác này này, được chưa? Thì đang không thẳng hàng, tạo thành tam giác, tạo thành tam giác nhá. Còn nêu ra cho cô, được chưa? Đấy, ghi chép cẩn thận với cô nhá. Được chưa? Đấy nhá, đấy là xong bài 9 nhá. Mình sang tiếp nhá. Sang tiếp đấy. Được chưa? Bây giờ mình bài 10 của mình ý. Bài 10 của mình yêu cầu mình là vẽ điểm MNP thẳng hàng. Được chưa? Vẽ MNP thẳng hàng nhá. Các con phải biết vẽ, được chưa? Đấy, vẽ cho cô luôn nhá. Bài 10. Được chưa nhỉ? Nào, dễ thôi mà, các con chỉ cần vẽ một đường thẳng đúng không ạ? Vẽ một đường thẳng cho ba điểm đó nằm trên đường thẳng đó là thẳng hàng thôi đúng không? Mình vẽ cho cô một đường thẳng đúng không? Đấy, một đường thẳng nha, như này đúng không? Và mình cho ba điểm, điểm M được chưa? Điểm N được chưa? Đấy, và điểm P đúng không? Điểm P ở đây chẳng hạn đúng không? Đấy, được chưa? Thì ba điểm để thẳng hàng. Đây, vẽ hình minh họa nhé. Vẽ như này thì mình sẽ thấy là ba điểm để thẳng hàng đúng không? Được chưa? Nha. Thế bây giờ là ba điểm CED thẳng hàng, sao cho E nằm giữa C và D nào. Trường hợp thứ hai là mình cũng phải vẽ một đường thẳng đúng không? Thứ nhất là điểm gì ạ? Điểm C đúng không? Điểm E đúng không? Và điểm D. Đấy. Sao cho E nằm giữa C và D, được chưa? Thế bây giờ mình vẽ ba điểm không thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng rất là dễ, các con có thể vẽ hai điểm này trên một đường thẳng là điểm T chẳng hạn, điểm T nhá, điểm này là điểm R được chưa, điểm R này, và mình cho điểm Q ở ngoài, Q thế thôi, là ba điểm không thẳng hàng được chưa. Hoặc là mình có thể minh họa không cần đường thẳng được, đây là T này, đây là gì ạ, là Q này đúng không, đây của mình là R này đúng không. Đấy, thì vẽ thế nào cũng được. Vẽ thì mình sẽ thấy như sau này. Nếu muốn trúng thẳng hàng thì chúng nằm cùng trên một đường thẳng đúng không ạ? Thì trúng thẳng hàng thì chỉ cần hai điểm nằm trên một đường thẳng, một điểm không nằm trên đường thẳng thì bộ ba đây sẽ không thẳng hàng, thế thôi. Chữa rất là đơn giản nhá. Con này lưu ý phần này cho cô nhá. Lưu ý đấy nhá, bởi vì cái phần thẳng hàng đấy con phải hiểu sâu sắc một chút, được chưa? Thì khi mà đi thi thì mình sẽ không lo về điểm thẳng hàng, được chưa? Được chưa? Con đi cẩn thận nhá. Để mình sang bài 11, được chưa? Nhá. Cô xóa bảng nhá. Nào, mình sẽ sang bài 11 nào. Các con nhìn kỹ bài 11 nhá. Người ta bảo xem hình 12
và điền chỗ trống các phát biểu sau, được chưa? A là điểm gì đó lần giữa điểm M và N, được chưa? B là hai điểm R và N nằm vân vân. Ba chấm đúng không? Đối với M chỉ điền chữ thôi, dễ mà, đúng không? Mình để ý cái phần này một chút là mình thấy rất là dễ, chứ không có vấn đề gì cả, được chưa? Nhá. Rất là dễ, không có vấn đề gì cả. Nào đi đến cô Thu nhá. Thứ nhất là mình thấy là gì nhỉ? Thứ nhất ấy. Thứ nhất nhá, là mình thấy như thế này này. Điểm R đúng không? Điểm R của mình ít, được chưa? Đây, mình điền cái chỗ này vào này. Mình thấy rất là dễ, phần này không khó đâu các con ạ. Nha, nhìn kỹ nhá. Điểm R của mình này, điểm R. Được chưa? Lần giữa hai điểm M và N, được chưa? Còn hai điểm R và N nằm gì nhỉ? Cùng phía với gì? Với M đúng không? Cùng phía, mình điền chỗ này là cùng phía nhá. Cùng phía nhá. Được chưa? Đấy. Còn con C là hai điểm đúng không? M và N đúng không? Nằm khác phía đối với điểm gì ạ? Điểm R đúng không ạ? Các con điền chỗ ô nhá, rất là dễ đúng không ạ? Từ hình này thì mình nhìn thấy là điểm R này nằm giữa hai điểm M và N này, được chưa? Cái thứ hai là hai điểm R và N nằm cùng phía với điểm M đúng không? Hai điểm M và N nằm gì ạ? Khác phía với R đúng không ạ? Đấy. Thì bài điền này rất là dễ và gần như là các bạn đều làm được, được chưa? Đấy thì các con sẽ lưu ý phần này hơn chỗ cô nhá. Mình sang bài 12 nhé. 12 chúng ta yêu cầu là xem hình 13 và gọi tên các điểm. Ý A là lần giữa hai điểm M và P. Ý B là không lần giữa hai điểm N và Q. Ý C là lần giữa hai điểm M và Q. Được chưa? Nào, nhìn kỹ bài này nhá. Nào, xem hình 13 nhá. Nhìn kỹ này. Bài 12 xem hình 13 nhá. Nằm giữa hai điểm M và P, nhìn M này và P là điểm gì ạ? Điểm gì đây? Là điểm gì ạ? N đúng không? Đây này, điểm N là thì nằm giữa hai điểm M và P nhá. Thứ hai là không nằm giữa hai điểm N và Q. N và Q không nằm giữa nhá, thì nó phải là điểm gì ạ? Điểm M đúng không? Điểm M này. Đấy, đúng không? Tiếp theo là nằm giữa hai điểm M và Q. M và Q lần giữa hai điểm M và Q nhé. M và Q thì cái này có thể là điểm gì ạ? Điểm N hoặc điểm gì ạ? Điểm P đúng không? Đấy, không ghi vào nhá. Được chưa?
Nào sang bài 13 nào, các con sẽ vẽ hình sang bài 13 thì cô nhá. Bài 13 này. Được chưa? Nhìn bài 13 nhá. Vẽ hình theo các sẽ đặt sau được chưa? Thì mình có thể vẽ mà không sao cả. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đây. Thì bây giờ ví dụ là cô sẽ cho là điểm M nằm giữa hai điểm A và B đúng không? Điểm N không nằm giữa hai điểm A và B. Đây. Thì con hoàn toàn có thể ghi điền lên vấn đề gì cả, điền làm sao nó hợp lý là được nhá. Đây, điền vào đây đúng không? Điểm M nằm giữa hai điểm A và B, ví dụ cho đây là A này, đây là B này, được chưa? Thì đây sẽ là M này đúng không? M nằm giữa hai điểm A và B, N cũng nằm giữa thì cho N ra đây đúng không? Đấy, đúng không? Tiếp tục đây là A này, được chưa? Đây là M này, đây là B này đúng không? Đây là N này, đây mình có thể điền như thế đúng không? Đấy, ba điểm NAB thẳng hàng, rồi NAB thẳng hàng, rồi điểm B nằm giữa hai điểm A và N, đúng rồi, điểm B nằm giữa hai điểm A và N, điểm M nằm giữa hai điểm A và B, được chưa? Đấy, tính như thế luôn được rồi, nhá. Điền bài thứ, cứ lên điền vào bài thứ nhá, để cho mình tư duy toán học thực ra bài này chỉ hỏi về cách điền chứ nó cũng không có cái gì cả. Các con vẽ vào điền cho cô nhá. Điền cẩn thận cho cô nha. À, bài này thì bài này là hình 14 của bài 14 rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ vẽ cho các bạn ý A nhé. Ý A các bạn rất là dễ. Đây ạ, ý A của phần này cô định vẽ chung ở đây nhưng mà thôi. Cô số bảng thì cô vẽ lại cho các bạn nhé. Đây cô vẽ cho các con này. Các con nhìn ý A này. Ý A nhé, mình sẽ vẽ lên sau. Mình có thể vẽ cách nào cũng được. Đây cách 1. Cách 1 của mình có thể vẽ như này. Đây nhiều cô thủ của cô sẽ chỉnh lại cái này các bạn. Cách 1 này. Cách 1 thì con có thể vẽ như này. Được chưa? Điểm N đây, cho N vào đây. Được chưa? Điểm A đây. Điểm A đây. Điểm M đây. Được chưa? M và điểm B đây. Đây là một cách này, đây đang làm câu A nhá. Cách thứ hai, mình sẽ vẽ cái cách thứ hai. Nhiều cách vẽ các con ạ. Điểm A này, đúng không? Tiếp tục vào điểm M này. Đúng không? Tiếp tục vào điểm B này. Được chưa? Tiếp tục vào điểm N này. Được chưa? Đấy. Thế còn cô B này, cô B tôi sẽ vẽ cho các con nhé. Cô B này, con vẽ xuống đây cho cô. Mình sẽ vẽ một đường thẳng như thế này. Được chưa? Đấy, điểm A này, đúng không? Điểm A này. Điểm M này, đúng không? Đấy, làm sao nó hợp lý với bài của mình là được, đúng không? Điểm B này. Được chưa? Điểm N này. Đấy. Đấy là bài tập của mình. Đấy là cô B nhá. Cô B của mình đấy, được chưa? Xem dưỡng vào chơi cho cô bạn. Được chưa? Chúng con vẽ vào nhé. Được chưa? Bây giờ sang một bài 14 này. Bài 14 của mình ý, thì nó là một bài
Bài 14 nhé, của mình. Các bạn nhìn nhé. Đó là một bài đố vui thôi, được chưa? Đố vui thì bây giờ mình sẽ hình dung bài rồi. Sẵn hình rồi nhá. Bài 14 là theo cái đường bốn là hình bốn ba, được chưa? Thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng. Ta có thể trồng 12 cây thành 6 hàng nhé. Mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng. Được chưa? Mỗi hàng 4 cây. Được chưa? Đấy. Thế con sẽ vẽ cho cô Thu đi nào. Vẽ Châu ơi! Sẽ chữa cho con bây giờ nhá. Đây là một bài đố vui thôi. Theo hình 14. Châu! Thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng. 12 cây nhân thành 6 hàng. Mỗi hàng gì đây ạ? Mỗi hàng 4 cây, chưa? Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây, được chưa? Làm sao mà vẽ trồng để mỗi hàng 4 cây nhé. Mỗi hàng 4 cây. Đấy, nhìn vào bài 14 và suy nghĩ cho mình nhá. Suy nghĩ ngay đấy. Thông thường cái bài này thì mình sẽ có hai cách vẽ. Thông thường bài này mình sẽ có hai cách vẽ nào con ạ? Đấy, thì mỗi điểm biểu diễn một cây, được chưa? Mỗi điểm biểu diễn ở trên cái cách vẽ của mình ấy là một cây, được chưa? Nên ta có sẽ có 10 điểm, đúng không ạ? Nếu điểm này, được chưa? Nếu điểm này, nhìn nhá, các điểm này sẽ là các điểm chung của các đường thẳng như hình 14. Chúng ta sẽ có hai cách vẽ như sau. Cô vẽ mẫu nhé, có hai cách vẽ này. Cách thứ nhất, được chưa? Cách 1. Cách 1. Cách 1 thì con đã từng nhìn thấy ông sao chưa? Ông sao mang cánh của mình ấy. Đấy. Sao mang cánh nhá. Được chưa nhỉ? Vẽ dài dài một chút nhá. Vẽ dài dài một chút thì mình mới dạo sau làm cánh được nhá. Được chưa? Đấy, mình sẽ thấy làm sao mà có được đầy đủ thì chắc của nó được nhá. Có thể không sao, không được đẹp lắm cũng được. Không cái sao cả, được chưa? Đấy, mẹ gọi mà sao mà nó thành được. Bố đâu? Đấy. Ở nhà ai đấy? Đây là một điểm này. Mỗi một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây đủ tiêu chí làm một cây chưa? Đây cũng là một cây này, đúng không? Hai cây này, ba cây này, bốn cây đúng không? Đấy, đây của mình cũng sẽ là một cây này, hai cây này, ba cây và bốn cây chưa? Và đây là một cây, hai cây, ba cây, bốn cây đủ tiêu chí của mình là gì ạ? Nhớ nhá. 5 hàng, 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng. Và đủ mỗi hàng là 4 cây. Cho nên cách thứ nhất cô sẽ vẽ như này. Chính là ông sao 5 cánh của mình ạ. Con sẽ vẽ đẹp hơn cho cô nhé. Cái bút này của cô chỉ vẽ được thế thôi. Cách thứ hai. Cách thứ hai với bài này. Thì các con sẽ vẽ như sau. Vẽ được như sau nhé. Đấy. Chú ý nhá, vẽ như sau này. Được chưa? Được chưa? Đấy, cách thứ hai mình vẽ đấy. Đây là một cây này, được chưa? Hai cây này, ba cây này, bốn cây đúng không? Đây là một cây, hai cây, ba cây và bốn cây, được chưa? Đây là một cây, hai cây, ba cây và bốn cây đúng không? Điểm cuối cùng là một cây, hai cây, ba cây và bốn cây. Đấy, cách thứ hai là vẽ như thế nhá. Các con vẽ đi, có hai cách thôi. Mình chỉ có hai cách vẽ thôi các con ạ. Được chưa? Nên mình sẽ lưu ý phần này hơn để mình vẽ cái bài này nó tốt lên nhá. Chú ý vào nhá. Vì đại số thì mình học khá là nhiều rồi.
Nên hình thì mình học hơi muộn nên mình sẽ phải học đi nhanh lên một chút nhá. Nào, tập trung nhá, chúng ta vẽ xong bài nhá. Nào, vẽ luôn cho cô nhá, chỉ có hai cái vẽ cô thôi, vẽ vào vở cho cô nhá. Để mình biết làm bài này đấy. Nào, cẩn thận cho cô nhá. Bài này vào cho cô nha. Được chưa nhỉ? Mình phải làm thật nhiều bài thì mình mới giỏi phần phần này được, được chưa? Bài tập của mình thì hôm nào cô cũng sẽ chữa cho các bạn cẩn thận để con làm được bài nhá. Mình học trước mấy bài lại rồi nên mình không sợ là lo cái này, chỉ lo cái hình thôi, cho cái chương trình thôi, được chưa? Nhá. Thì lớp mình đến đây cũng nghĩ là các bạn vẽ ổn rồi, đúng không ạ? Vẽ ổn rồi nhá. Thì cô sẽ cho các con làm tiếp một phần nữa. Các con vẽ xong chưa nhỉ? Vẽ xong chưa? Vượng vẽ xong chưa? Bạn Phong vẽ xong chưa? Phong vẽ xong chưa con? Chỉ có hai cách vẽ thôi nhá. Đầu tiên là mình vẽ ông sao 5 cánh này. Thứ hai là vẽ như thế này. Chưa? Đấy, làm sao vẫn đủ tiêu chí của mình là 5 hàng. Mỗi hàng là 4 cây, mỗi một cái chỗ chấm này này là 1 cây nhá. Mình sẽ sang một phần nữa nha. Cô ơi. Cô ơi, cô có nghe gì được không ạ? Nhìn thấy cô có nghe gì không cô? Cô ơi. Cô tập phần này nhá. Alo cô. Cô ơi. Được chưa nhỉ? Cô. Để cô Thu sẽ giúp các bạn thêm một phần này nữa này. Máy cô bị làm sao rồi cô ạ? Cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô ơi. Mình sẽ làm thêm một chút bài tập nữa nhé, để các con sẽ thành thạo hơn cái phần này. Ôi. Chưa ổn lắm, được chưa? Mình sẽ đi phần bài tập của cái này nhé. Rồi. Mình sẽ làm bài tập của phần này cho cô Thu này. Đâu rồi nhỉ? Lớp mình đâu rồi? Bạn sẽ không được phần này, bạn phải lưu ý luôn cho cô nhá. Mình sẽ xem bài cho các bạn nào. Bỏ to to một chút đúng không?
Alo cô ơi. Cô có nghe thấy gì không cô? Loa của cô bị hỏng rồi. Ăn gì nữa? Ủa? Vẫn nghe thấy cô nói mà cô không nghe được bọn mình. Bây giờ lớp mình nhìn vào bài tập cô Thu Xuân làm nhé. Con nhìn thấy bài không? Cô nhìn thấy bài không nhỉ? Cô nghe gì không cô? Ôi, có hỏng rồi à cô? Xong bài này nó lại bị ui, cô. Ôi cô, trời ơi. Nào, con mình nhìn nhá. Đây, ba điểm thẳng hàng đây, con mình bắt đầu làm cho cô này. Đấy. Rồi. Ôi đây rồi, làm nhìn làm bài nhá. Bài thứ nhất này, với ba điểm A, B, C như hình 2A, được chưa? Thì có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại? Được chưa? Có bao nhiêu điểm nhá? Bao nhiêu điểm? Thế ta hỏi nào. Cô ơi. Với ba điểm A, B, C như hình 2A, cô. Được chưa? 2A hoặc là 2B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Đấy. Thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không? Đấy, con nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ bài cho cô. Được chưa? Bắt đầu làm bài tập nhá. Làm thành thạo bài này cho cô. Nào bây giờ Vượng nghe thì cô nói chưa Vượng ơi? Vượng ơi. Vượng. Vượng ơi, Vượng nghe thì cô Thu nói gì chưa? Vượng ơi, có nghe thấy cô nói không? Nghe nói thì cô không nghe đâu. Ơi, con nghe cô nói gì không? Vượng ơi, Vượng nghe cô Thu nói gì không nhỉ? Nào, nào câu năm này. Với ba điểm A, B, C như hình 2A, 2B thì có điểm nào nằm giữa, có điểm nào nằm giữa điểm còn lại không? Là bạn Phong trả lời cho cô câu này, trả lời thật to cho cô nhé. Ôi, ơi, con nói đi. Cô nghe thấy đấy không? Cô có nghe thấy? Bọn con nói từ nãy rồi, cô không nghe thấy cô ạ. Thế á? Ừ, chắc là cô rồi không sao, bây giờ mình nghe thấy rồi gì, nghe thấy cô nói gì không? Con có nhưng mà cô không có ạ. Ừ, thế bây giờ các con lấy tiếp đi, các con làm bài năm cho cô nào, làm bài năm bài sáu nào, làm đi đi lên, làm bài năm bài sáu nhá, làm đi nào. Được chưa? Bây giờ mình nhìn vào bài 5 này mình thấy gì đặc biệt không nhỉ? Nào bây giờ mình nhìn bài 5 mình thấy đặc biệt không gì nhỉ? Bạn Phong nào? Phong ơi? Dạ. Nào nhìn bài 5 không thấy gì nào? Bài 5 con sẽ làm như nào nào? Bài 5 nhìn thấy mình làm thế nào nhỉ? Bài 5 thì bạn không làm như nào nhỉ? Bài 5 bạn có biết làm không?
Nào. Con suy nghĩ ạ. Mình thấy hình khó không ạ? Mình phải cố gắng nhá. Các con phải cố gắng hình vào bởi vì hình nó hơi khó một chút. Nên mình phải tư duy một chút, tư duy bài nhiều lên được chưa? Đấy. Thì bây giờ mình nhìn kỹ bài năm ấy thì mình thấy là người ta hỏi là có điểm nào lần giữa hai điểm còn lại không? Thì bây giờ là đây là một đường tròn nên mình không thể nói điểm nào lần giữa điểm nào được, được chưa? Vì đường tròn ấy nó không có điểm đầu và điểm cuối, được chưa? Đây cũng là một hình elip này nhưng mà nó cũng không có điểm đầu điểm cuối, nó phải nằm trên một đường thẳng như thế này này thì mình mới biết điểm nào, ví dụ điểm A này, được chưa? Điểm B này, chợ điểm C này thì mình mới biết là điểm D nằm giữa hai điểm A và C, được chưa? Nhưng vì là đây là đường tròn nên mình không biết điểm nào nằm giữa điểm nào cả, được chưa? Đấy, do vậy mà các con sẽ không thể nào mình biết được điểm nào giữa nào và mình trả lời là không, không, được chưa? Đấy, câu trả lời của mình là không, được chưa? Vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng, câu trả lời là vì ba điểm, được chưa? A này, B, C được chưa? Không thẳng hàng, không thẳng hàng nhá. Đấy, mình trả lời là không này, vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng, được chưa? Nhá. Đấy, trả lời như thế nhá. Cho cô nhá. Đấy, như thế thôi, chứ không có gì nghiêm trọng cả, được chưa? Nếu mình muốn biết nó thẳng hàng hay không thì theo đúng định nghĩa mà lại mình học. Ba điểm thẳng hàng là ba điểm phải cùng nằm trên một đường thẳng, đúng không? Thế mà bây giờ ba điểm này mà mình thấy là đây là chúng nằm trên một đường tròn nên chúng không thẳng hàng đâu, đúng không? Nên là mình không thể nói là ba điểm thẳng hàng được, đúng không ạ? Đấy nhá. Thì con phải lưu ý cái đấy cho cô Thu nhá. Thật nhớ cái đấy cho cô Thu thì mới làm được, được chưa? Được chưa? Nhá. Hiểu bài này không nhỉ? Bạn Phong có hiểu bài này không? Hiểu rồi ạ. Đấy, nhớ nhá, ba điểm thẳng hàng là chúng phải nằm trên một đường thẳng cơ. Nhưng đây là một đường tròn, mà đường tròn thì không biết điểm nào điểm đầu, không biết điểm nào điểm cuối, nhưng mình không thể biết ba điểm này là như nào cả, phải chưa? Đấy, bản thân là nó phải nằm trên một đường thẳng thì nó mới là thẳng hàng nhá. Mà muốn thẳng hàng thì khi mà thẳng hàng thì mình có điểm nọ nằm giữa điểm kia, đúng không? Đấy, mình trả lời như thế nhá. Mình sang bài thứ hai, được chưa? Sang bài thứ hai nhá. Bài thứ hai của mình là người ta yêu cầu là xem hình 3, hình 3 đây ạ. Đọc tên điểm lần giữa hai điểm còn lại. Con nhìn nhá, xem hình 3, đọc tên điểm lần giữa hai điểm còn lại, được chưa? Xem hình 3 nhá. Được chưa? Xem hình 3 này, đọc tên nhá, điểm lần giữa hai điểm còn lại. Điểm nằm giữa hai điểm còn lại nhá. Để nghe, nhìn kỹ và đọc cho cô nhá. Nào Phong, nhìn vào hình đầu tiên, Phong có đọc được điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không? Con nói cho cô nghe nào. Vì chúng cùng nằm trên một đường thẳng rồi nên sẽ có điểm nằm giữa hai điểm còn lại đấy ạ. Con thấy điểm Y nằm giữa hai điểm nào nhỉ? Điểm Y nằm giữa hai điểm A, M với cả B và N ạ. Đây nhá, để cô xóa bảng đã nào. Cô xóa bảng đã, cô kéo cái này xuống đây thì con mới nhìn rõ được, phải chưa? Rồi, cô sẽ kéo cái này lên đây nhá. Thì mình thấy như sau này. Các con đừng chat vào đây nữa nhá. Đừng chat vào đây nữa. Các con đều nghe thì cô nói rồi đúng không? Đừng chat vào đây nữa nhá. Nó cứ hiện bài chat lên, phải chưa? Vâng ạ. Bây giờ nhá, cái đầu tiên của mình thấy điểm Y này. Không nghe gì không ta? Điểm Y này. Hello. Điểm Y nhá, nằm giữa hai điểm A và M đúng không? Nằm giữa này. Hai điểm A này và M đúng không? Đây, mình thấy điểm A đây ạ, điểm M đây. Chợ điểm Y chung là giữa, đúng rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai là điểm Y của mình nằm giữa gì ạ? Hai điểm gì ạ? B và gì ạ? B và N đúng không? Đây, vì là B đây, N đây, Y chung là giữa đúng không? Tiếp tục mình thấy thế nào nhỉ? Còn điểm nào không nhỉ? Không nhỉ? Điểm gì nhỉ?
điểm N ấy thì lần giữa hai điểm nào? Hai điểm nào nhỉ? A và gì? Điểm N nhá, thì lần giữa hai điểm A và C, đúng không? Và còn một điểm nữa, con nhìn này, điểm M đúng không? Điểm M nhé. Điểm M, được chưa? Thì lần giữa hai điểm gì ạ? Lần giữa hai điểm gì ạ? B và C đúng không? B và C, được chưa? Đấy. Mình trình bày như sau này. Thứ nhất là điểm Y lần giữa hai điểm A và M này, được chưa? Điểm Y lần giữa hai điểm B và N này. Cái thứ ba điểm N lần giữa hai điểm A và C. Vâng. Cuối cùng của mình là điểm M lần giữa hai điểm B và C, được chưa? Đấy. Còn bốn cái dấu sao đấy mà các con sẽ để ghi vào nhá. Ghi cẩn thận nhá. Được chưa nhỉ? Mình chuẩn bị sang bài 4 nha. Bài 4 của mình nha. Chưa nhờ, xóa bảng nhé. Con chưa xong cô ơi. Thế con biết nốt đi, con biết nốt đi. Chỉ có mỗi điểm Y nằm giữa hai điểm A và M thôi. Thứ hai là điểm Y nằm giữa hai điểm B và N. Cái thứ ba là điểm N nằm giữa hai điểm A và C. Cái thứ tư là điểm M nằm giữa hai điểm B và C. Thế thôi nhá. Chưa, mình xóa bảng nhé, để mình sang bài mới nào. Xóa bảng mình sang bài mới nha. Đây, con nhìn nha. Bài 7 nào, bài 7 con nhìn nhá. Bài 7 người ta bảo xem hình 4 này, hình 4 cô vẫn để nguyên đây, được chưa? Hãy đọc tên một số bộ 3 điểm thẳng hàng. Một số bộ 3 điểm thẳng hàng nhá. Và các bộ 4 điểm thẳng hàng, được chưa? Một số bộ 3 điểm thẳng hàng và các bộ 4 điểm thẳng hàng. Thì trước khi làm được bài này, các con phải quan sát kỹ hình của mình đã, được chưa? Thì xem trên đường thẳng nào mà có 4 điểm, đường thẳng nào mà có 3 điểm. Ví dụ đường thẳng mà từ O đến C này là có 4 điểm này, thì bộ này sẽ là 4 điểm thẳng hàng là O, A, B, C đúng không? Và 4 điểm thẳng hàng này là O, D đúng không? E, G đúng không? Đấy nhá. Thế còn mình nhìn kỹ trường hợp khác thẳng hàng, ví dụ như là B này, K, G thẳng hàng này đúng không? A này, I, G thẳng hàng này đúng không? Đấy, tức là khi muốn nó là ba bộ ba thẳng hàng ấy thì nó phải nằm trên một đường thẳng chứa 3 điểm, được chưa? Còn muốn bộ thẳng hàng là 4 điểm thì đường thẳng đó phải chứa 4 điểm đúng không? Thì mình sẽ liệt kê ra thôi, những bài như này rất là dễ, nhưng nếu như các con không chú ý, được chưa, thì thường các con sẽ bị nhầm nhá. Và nhìn cái việc nhầm thì cũng ít khi các bạn làm nhầm lắm, nhưng mà các bạn hay kể đến thiếu sót ở trong phần này bởi vì mình chưa nhìn kỹ đúng không? Thì bây giờ cô Thu sẽ kể mẫu cho con để cho nhanh nhá, bởi bài tập của mình còn rất nhiều, các con sẽ lưu ý cái bài của cô này, được chưa?
một số bộ 3 điểm thẳng hàng, nhìn nhá, 3 điểm thẳng hàng tức là 3 điểm đấy phải cùng lần trên một đường thẳng, được chưa? 3 điểm đấy của mình phải cùng lần trên một đường thẳng nhá. Thì bây giờ này, ở 3 điểm thẳng hàng cô có điểm thẳng hàng thứ nhất là điểm A này, H này, được chưa? E, A, H, E, được chưa? Cái thứ hai của mình là A, I, G. Cái thứ ba là A, B, C, đúng không? Đấy, con nhìn nhé, bộ thứ nhất là gì ạ? A, H, E này, được chưa? Đấy. Bộ thứ hai là A, I, G, đúng không ạ? A, I, G nhá. Bộ thứ ba là A, B, C. Mình xoát lại này, xem là A, H, E, đúng rồi, đúng không? Thứ hai là A, I, G đây, A, I, G đây, đúng không? A, B, C đây, đúng không ạ? Vân vân, chung là rất là nhiều, đúng không? Con có thể kể ra nhá. Vậy cái tiếp theo là bộ 4 điểm thẳng hàng này. 4 điểm thẳng hàng thì nó ít hơn nhưng mình có thể liệt kê hết cũng được. O này, A, B này, O, A, B, C, đúng không? Bộ thứ nhất là O, A, B, C. Bộ thứ hai là O, D, E, G, đúng không? Và một bộ tiếp theo là O, H. O của mình này, O nhá, H này, IK, đúng không? Đấy, O, H, IK nhá. Cô đọc lại này, O, H, E, được chưa? A, H, E này nhá. Một bộ 4 điểm thẳng hàng, con chỉ lưu ý này, 4 điểm thẳng hàng này, được thẳng thứ nhất này, từ đây đến đây này, đúng không? 4 điểm đúng không? Từ đây đến đây này, 4 điểm này, được chưa? Đấy, mình thêm một bộ là O, H, IK nữa. O đâu? O, H, IK đây, O, H, IK đây. Đây này, đây này, đây này, cái chỗ đấy. Nhớ nhá, bộ 4 điểm thẳng hàng các bạn đi, thì các con chỉ có là OABC này, ODEG này và OHIK nhá. Ghi vào trong Google nhá. Những bài tập như này rất là hay và người ta kiểm tra mình về cái phản xạ mình nhìn hình học chưa đấy. Bạn đếm chuẩn để mình không thiếu sót bài nào nhá. Như ý cho Google đấy. Nào, viết nhanh nhá để mình đến với bài 8 nào. Như thế nào? Viết nhanh để mình đến với bài 8 nhá. Học hình muốn giỏi là các con phải chăm chú nghe giảng này. Những định lý và những dấu hiệu mà cô bảo ghi con phải ghi vào này. Và thứ ba phải làm nhiều bài tập để chuyện làm các dạng bài tập rất là bài bản vào để mình xem luyện kỹ năng phản xạ môn hình nhá. Vì thường thường là con sẽ sợ học hình không học đạt, được chưa? Đấy, thường thường là như thế. Nhưng tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn học hình rất là tốt, được chưa? Học hình rất là tốt luôn. Mình sang bài 8 nhá. Sang bài 8 này. Được chưa? Các con phải chú ý nhá, làm cẩn thận từng bài thì mới giỏi được chưa? Bài 8 này. Bài 8 của cô Thu đây. Người ta yêu cầu là vẽ 3 điểm M, N, P thẳng hàng sao cho điểm N và điểm P lần cùng phía với điểm M. Điểm M và P lần khác phía với điểm N và điểm M lần giữa hai điểm N và P. Được chưa? Để cho nhỏ trường hợp thứ nhất thì cô sẽ vẽ cho con như sau nhá. Được
Đây, rất nhiều trường hợp với phần này luôn. Con phải vẽ cẩn thận đấy ạ. Vẽ cẩn thận thì mới hiểu được nhá. Nào, câu A của mình này, cô viết vào đây nhá. Câu A của mình ý, thì cô sẽ vẽ cho các bạn như sau. Nó có tận đây, trường hợp thứ nhất mình vẽ như này. M đây đúng không? M này, N này đúng không? P này, đấy đúng không ạ? Trường hợp thứ hai mà cũng có thể được biểu diễn là câu A. M này, P này, N này, được chưa? Nhá. Trường hợp thứ ba mà ở câu A có thể vẽ được là N này, đúng không? P này, và nữa là M đúng không? Trường hợp tiếp theo mà vẽ được ở bài này nữa là gì? P này, chữ N này, được chưa? M này, được chưa? Đấy nhá. Còn câu B này, câu B yêu cầu vẽ là M và P làm khác phía với N. Câu B nhá, vẽ được câu B này. Câu B thì mình sẽ có hai cái trường hợp này. Là M này, M nhá, N này, đúng không? P này, đúng không? Đấy. Hoặc trường hợp thứ hai mình vẽ như thế này. P này, N này và M đúng không? Còn câu C của mình nhé, câu C của mình thì người ta yêu cầu như sau, để cô đưa cái này lên nào. Đấy, câu C của mình nó không vẽ như sau này, câu C chỉ có hai trường hợp thôi. Câu C của mình sẽ có hai trường hợp mà vẽ kiểu câu C, các bạn phải nhìn kỹ nhé. Vẽ không phải đơn giản đâu, chỉ nhầm người ta không sai nhé. N này, M này, P này, được chưa? Tiếp theo này, trường hợp 6, T này, được chưa? M này, được chưa? N, được chưa? Đấy là câu C nhá. Trường hợp mà câu A ấy, thì các con sẽ có bốn cái hình có thể miêu tả biểu diễn được ý hỏi câu A, được chưa? Còn ý B của mình thì sẽ có hai đường thẳng để biểu diễn được ý B. Và câu C của mình sẽ có cũng có hai đường thẳng để biểu diễn ý của dạng C. Các con sẽ vẽ hình vào cho cô được chưa? Đấy, để mình biết là trong trường hợp N và P nằm cùng phía với M, mình vẽ như thế nào, được chưa? Trong trường hợp M và P nằm khác phía với N thì mình vẽ như thế nào? Và trong trường hợp là M nằm giữa N và P thì vẽ như thế nào, được chưa? Đấy nhá, lưu ý nhá. Lưu ý thật cẩn thận nhá. Alo. Ừ, có ai không? Biết đi, cẩn thận cho cô nhé. Sau mình sẽ sang một bài nữa là bài 9, được chưa? Các con thấy không? Một cái bài mà nói về ba điểm thẳng hàng nhưng mà có rất nhiều cái hỏi về vấn đề này luôn, được chưa? Và mình cũng phải thành thạo cách làm bài thì mình mới thi được, được chưa? Nhưng mà rất là không ổn. Chú ý phần này cho cô nhá. Vẽ nhanh nhá, để mình sang bài 9 đấy. Mình còn rất là nhiều bài tập nên mình phải vẽ thật nhanh vào, chưa? Để mình còn làm kịp cái bài khác nhá. Được chưa? Cô xóa bảng nhá. Các con viết xong chưa? Cô xóa bảng nhá. Nào mình sang bài 9 nào. Con nhìn bài 9 đi. Bài 9 của mình thì người ta hỏi như sau này, vẽ ba điểm ABC.
Vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng, xong cho điểm B lần giữa hai điểm A và C. Được chưa? Có mấy trường hợp để vẽ nhá? Đấy là hỏi rất là hay luôn. Là vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng, xong cho điểm B lần giữa hai điểm A và C. Và có mấy trường hợp để vẽ loại này nhá? Thì đầu tiên ấy, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng đã chứa 3 điểm A, B, C để mình xem là chúng sẽ có mấy trường hợp nào. Mình đi ghi cái phần này để xem mình có mấy trường hợp nhé. Đây, vẽ 3 điểm ABC này. Đây, 3 điểm ABC. A này. B này. Đúng không? C này. Nhỉ? Trường hợp thứ nhất. Hoặc là trường hợp thứ hai. Mình có thể vẽ như sau. Đấy này. Đấy là bài 9 nhé. Bài 9 nhé. Trường hợp thứ hai mình có thể vẽ là C. Đấy là C được. Đây là B. Được chưa? Còn đây là A. Chưa? B, C, B, A hoặc là A, B, C. Thì mình sẽ có hai cách vẽ nhé. Mình trả lời là có hai cách vẽ và mình vẽ như vậy cho cô nhé. Vẽ như vậy cho cô nhé. Nào, chú ý luôn cho cô nhé. Tập trung vào mình phải làm nhiều bài tập các con ạ. Thì con mới giải hỏi phần này được nhé. Chỉ lát nữa thì cô sẽ gửi cho con thêm một số bài tập. Mình sẽ có phiếu tuần, được chưa? Phiếu tuần cho các bạn nhé, cô sẽ gửi vào nhóm lớp được chưa, và yêu cầu là các phụ huynh mở Zalo cho con mình làm nhé, con sẽ mở máy của bố mẹ mình xem được là bài được chưa. Nào, được chưa, để có hai trường hợp thôi nhé. Có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất mình biểu diễn ABC như này, trường hợp thứ hai mình sẽ biểu diễn là CDA như này. Đấy, chú ý nhá, mình sẽ có một cách biểu diễn của các điểm đấy, miễn sao cho chúng đủ tiêu chí thẳng hàng và điểm B phải lập giữa hai điểm A và C. Có hai cái vẽ thôi nhá. Nào, nhìn sang bài 10 này. Bài 10 thì hỏi như sau ạ. Vẽ 3 điểm ABC thẳng hàng sao cho. Vẽ 3 điểm ABC thẳng hàng sao cho này. Ý A là điểm A không lần giữa hai điểm B và C. Điểm A không nằm giữa hai điểm B và C nhé. Còn ý B này. Ý B là điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Nào. Cô vẽ ý A lại nhé. Con nhìn vẽ ý A đây. Đối với bài này thì con phải vẽ nhiều mới cách tạo được nhé. Ý A này. Cô vẽ cho con ý A nhé. Ý A. Thì sẽ có những trường hợp này. Đúng không ạ? Điểm A ở đây đúng không? Điểm A này. Sau đến điểm B. Rồi đến điểm gì ạ? Điểm C. Trường hợp thứ hai là điểm A của mình ở đây. Điểm B ở đây. Và à, điểm C ở đây xin lỗi các bạn. Và điểm B ở đây. Chưa? Trường hợp thứ ba là mình có thể để gì ạ? Điểm B ở đây. Điểm B nhá. Điểm C ở đây. Được chưa? Và điểm A ở đây. Được chưa? Còn trường hợp thứ tư, mình có thể thêm một trường hợp nữa được. Được chưa? Là điểm C ở đây. Điểm B ở đây. Và điểm A ở đây. Đấy, chúng vẫn đủ tiêu chí điểm A không lần giữa hai điểm B và C nhá. Điểm A không lần giữa hai điểm B và C, tất cả có 4 trường hợp. 4 trường hợp nhé. Đúng không ạ? Đấy, 4 trường hợp đúng không ạ? Đấy, nhé. Tức là câu B người ta yêu cầu là vẽ điểm A là giữa hai điểm B và C. Thì câu B cô sẽ làm các bạn như sau này. Nào, nằm giữa thì dễ thôi đúng không? Đây là B này. Được chưa? Đây là A này. Được chưa? Đây là C này. Được chưa? Trường hợp thứ hai của mình, đây sẽ là C này, được chưa? Đây là A này, được chưa? Và đây là B nhá. A, B, A, C và C, A, B nhá. Đấy, chú ý đấy nhá. Đấy là bài 10. Thì mình sẽ cầu trường hợp đầu tiên ý, là điểm A không nằm giữa hai điểm B và C. Thì cô đã biểu diễn cho các con 4 trường hợp, được chưa? Còn câu B của mình là điểm A lần giữa hai điểm B và C. Thì cô đã biểu diễn cho các con là gì ạ?
hai trường hợp đúng không? Đấy, con lưu ý thằng này thôi cho cô nha. Nào. Bây giờ mình sẽ sang bài 11 nhá. Bài 11 thì người ta yêu cầu như sau này, cho 3 điểm ABC thẳng hàng. Thì có mấy trường hợp để vẽ chưa? Đấy, ý A là có mấy trường hợp để vẽ nhá. Ý B là trong mỗi trường hợp có mấy điểm lần giữa hai điểm còn lại, được chưa? Ý C là hãy nói cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng. Chưa? Hãy nói cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng. Nhá. Lưu ý phần này cho cô đấy. Nào, bây giờ mình sẽ sang trường 10 và 11 là các con khi mà cô vẽ con vẽ nhanh lên nhá, vẽ nhanh lên một chút nha, nhanh một chút để mình làm sang các bài khác thì mình nhiều bài tập lắm. Bài 14 nha, bài 11 của mình thì mình thấy là như cái bài mình vừa vẽ được chưa, bài vừa vẽ đúng không, bài mình vừa vẽ người ta bảo A B C thẳng hàng thì có mấy trường hợp vẽ, thì vừa nãy mình vẽ trường hợp A 4, trường hợp B được 2, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời là có gì ạ? Có 6. Cái trường hợp mà mình vừa vẽ đấy ạ, các con thấy được cái bài 10 của mình cô vừa vẽ đấy. Thì câu A của mình có 4 trường hợp và câu B có 2 trường hợp. Vậy thì tổng của mình sẽ là có gì ạ? Có 6 trường hợp nhé. 6 trường hợp, được chưa? Đó. 6 trường hợp nhé. Chưa? 6 trường hợp. Bởi vì có 4 ý A và 2 ý B đúng không? Cái thứ hai là người ta hỏi là gì ạ? Ta hỏi trong mỗi trường hợp có mấy điểm lần giữa hai điểm còn lại. Thì vừa nãy mình học rồi đúng không ạ? Trong mỗi trường hợp thì mình thấy là ở trong bài đấy mình vẽ bản thân là có 3 điểm thôi, đúng không ạ? Thì chỉ có một điểm lần giữa hai điểm còn lại thôi. Mình trả lời là chỉ có một điểm nhá. Chỉ có một điểm chưa? Đấy. Chỉ có một điểm nhá. Được chưa? Chỉ có một điểm thôi, được chưa? Hãy nói cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng. Hãy nói cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng. Thì thực ra là vẽ 3 điểm không thẳng hàng dễ thôi mà. Đây là A này, đây là B này, được chưa? Và đây là C này, đúng không? Mà mình nói như sau này. Vẽ một đường thẳng bất kỳ, đúng không? Vẽ một đường thẳng bất kỳ. Lấy 2 điểm thuộc đường thẳng đó, đúng không? Thì trình bày là vẽ một đường thẳng bất kỳ, lấy hai điểm, tức là trên hình vẽ có gì thì mình nói như vậy, được chưa? Vẽ một đường thẳng bất kỳ này, trên đường thẳng, được chưa? Lấy hai điểm thuộc đường thẳng đó, được chưa? Và có một điểm không thuộc đường thẳng đó, dễ thôi mà. Thế nha, hãy nói như các con sẽ nói như sau này, là vẽ một đường thẳng bất kỳ, được chưa? Lấy hai điểm thuộc đường thẳng đó, được chưa? Và một điểm không thuộc đường thẳng đó. Thế thôi nhá. Mình sẽ nói là vẽ đường thẳng, một đường thẳng bất kỳ, lấy hai điểm thuộc đường thẳng đó, được chưa? Và một điểm không thuộc đường thẳng đó. Thế thôi nhá. Rất là dễ. Được chưa? Đấy, những bạn mà ghi xong rồi các con có thể nhìn qua bài 12 nhá. Bài 12 ý. Bài 12 nhá. Bài 12 rất là dễ nên các con có thể tự làm cho cô Thu cũng được, tự làm nhé. Bài 12 các bạn cô chữa cho con nhiều bài tập như vậy rồi thì cô tin là bài 12 con làm tốt, được chưa? Người ta bảo xem hình 5 thôi, hãy đọc tên điểm lần giữa hai điểm M và P, M và P đúng không? Điểm lần giữa hai điểm M và Q, được chưa? Đấy, điểm lần giữa hai điểm N và P rất là dễ đúng không? Nào, chú ý nha. Đây ạ, à, cái thứ nhất ấy là điểm lần giữa hai điểm đây này. Nhìn nhé, điểm mà lần giữa hai điểm M, V, M đây. V đây thì chính là điểm N gì ạ? N, đúng không? Đấy, N đấy nhá. Cái thứ hai là điểm lần giữa
hai điểm M và Q. M và Q thì có sẽ có điểm này đúng không? Điểm P, điểm gì ạ? À? Điểm N đúng không? Đấy. Điểm nằm giữa hai điểm L và P. N và P. Điểm nằm giữa hai điểm N và P. Không có đúng không? Không có. Đúng không? Đây, N và P là những điểm nằm giữa đâu. Đúng không? Nhá. Nhớ nhá, ghi thế thôi. Không có gì cả. Mình chỉ biết ghi là chỉ bên là thôi, còn trường hợp cũng không có. Vì mình thấy hai điểm N và P là hai điểm sát nhau rồi, không có điểm nào giữa cả. Đúng không ạ? Thế thôi nhá. Bài này rất là dễ. Các con làm tốt thôi. Nào các con đã sang bài 13 cô Thu nào. 13 nhá. Nào. Các con phải, bài 13 muốn làm được là các con phải vẽ hình để ra. Người ta bảo trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai. Đấy. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai. Và câu này là vẽ hình quan sát rồi trả lời. Vẽ hình quan sát rồi trả lời, được chưa? Đấy. Thì mình dành một chút thời gian để mình vẽ đi, sau đó cô sẽ hỏi bây giờ nhá. Đấy, mình sẽ vẽ hình một chút đi, sau đó cô sẽ hỏi con bây giờ con xem là con làm đúng hay sai, được chưa? Nha. Nào bạn nào trả lời cho cô Thu được nhỉ? À, câu A thì đúng hay sai ạ Phong ơi? Câu A sai ạ. Tại sao sai con? Nào. Cô tại vì điểm K nằm à, tại vì điểm K nằm giữa G và H nhưng mà H lại nằm giữa điểm G và K. Đây, đúng rồi. Điểm K của mình đúng không ạ? Điểm K nằm giữa G và H là hình đúng như thế này. Thì H không phải nằm giữa G và K thì câu này sai đúng rồi. Cô B nào, con thấy B đúng hay sai? Nên cô B là đúng ạ. Đây, vẽ ra được chưa? H nằm giữa K và G, đây K đây. Mình để K ở đây, G ở đây. Được chưa? Và H ở đây đi. Đấy, H nằm giữa K và G thì H nằm giữa K, G và K đúng không ạ? Và mình phát biểu ngược lại thôi mà. Rồi câu cuối cùng nào. G nằm giữa K và H nào, K nào, H nào, G đây đúng không? Nào thì H không nằm giữa G và K đúng rồi, câu này đúng ạ. Đấy con thấy không ạ? Đấy mình phải nắm chắc nha, bạn con học rất tốt đấy. Nào thế thôi, con trình bày vào. Và trả lời là một câu sai hai câu đúng, được chưa? Tức là đúng, nó phải là nhìn trên hình mình thấy đúng, được chưa? Thì con thấy ghi là đúng nhá. Sai là mình ghi sai. Đấy. Mình sẽ sang một chút về bài tập bổ sung nhá, để mình xem là mình có làm được bài này không. Được chưa? Làm nhanh nhá. Bài này rất là dễ nên cô cũng sẽ đi nhanh không? Nào bây giờ bài tập bổ sung nào. Con nhìn nhá, cái phổ không? Trang trí cả bài tập bổ sung 2.1, 2.2 nào. Thế
Theo hình vẽ thì ta có bộ ba điểm thẳng hàng, những điểm nào? Bạn Chu Thanh Hằng đọc cho cô xem nào, ba điểm thẳng hàng là những điểm nào con nhỉ? Con thưa cô là con nói đi, con cứ nói đi. Con thưa cô là ba điểm thẳng N này. N R gì? Có thể đứng hàng nó chúng cùng đứng chung đường thẳng N R O này. Cái thứ hai là gì? N R O. Thứ hai là N Q P đúng không? Đây là cái điểm mà chúng chung đường thẳng như này. N này, Q này. Con thưa cô là R T và P ạ. Gì cơ? R gì? R T và P ạ. Đúng rồi, rất tốt. R này, T này, P gì nữa con? O T và Q ạ. O T Q rồi, rất tốt. Gì nữa con? Con thưa cô là N T và S ạ. S N T S hết chưa? Con thưa cô là O gì? O này, S này, P đúng không? Hết rồi nhỉ? Dạ. Rất tốt luôn, bạn làm rất tốt, rất thuộc bài. Nào, 2.2 nào. Nhìn kỹ nhá. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau. Vẽ bằng hình nhá. Được chưa? Vẽ bằng hình này, theo cách diễn đạt bằng lời theo mỗi trường hợp sau. Được chưa? Vẽ bằng hình nhá. Cách diễn đạt bằng lời trong một trường hợp sau, con ghi nhanh vào vở nhá, ghi nhanh vào vở cho cô này. Thì cô sẽ vẽ cho các con bây giờ đây, con sẽ vẽ đi, vẽ đi, vẽ qua đi, sau đó cô sẽ vẽ để mình kiểm chứng xem mình vẽ sai vẽ đúng nhá, được chưa ạ? Cô sẽ vẽ cho con hình đầu tiên, được chưa? Ý A của mình, ý A của mình là hình đầu tiên nhé. Vẽ cho các con này, các con nhìn điểm A đây, điểm A, được chưa? Điểm C đây và điểm B đây. Đấy, người ta bảo ba điểm A, B, C thẳng hàng, đúng thẳng hàng rồi. Không ghi điểm A dưới cô nhé, ghi đã ghi điểm trên thì ghi hết trên, ghi dưới thì dưới. Và điểm C nằm giữa hai điểm A và B rất dễ để chọn. Cô B này, cô B của mình, điểm M đây, điểm N đây, và điểm P đây, MLP nhá. Bởi vì người ta bảo ba điểm MLP thẳng hàng và hai điểm M và N làm cùng phía đối với điểm P. Được chưa? Đấy, cô C này. Cô C của mình thì có rất nhiều trường hợp. Trường hợp đầu tiên của mình sẽ là điểm Y đây. Y. Điểm Z. Được chưa? Điểm X. Đấy. Y, Z, X nha. Được chưa? Y, Z, X nha. Nhìn vào cái đấy. Trường hợp tiếp theo của mình vẽ nhá, vẫn là câu này đấy ạ. À thôi, hết rồi, mình vẽ nhanh nhá, cô này. Ý A cô vẽ đây, A, B, C đây, M, L, P đây. Ý C của mình là ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X và Y là khác phía với điểm Z, tức là Z ở giữa, được chưa? Đấy. Các con vẽ nhanh nào để mình sang ý tiếp theo nào. Nên nhá. Đấy, mình phải biết cách vẽ, biết cách trình bày, biết cách ghi ra được chưa? Đấy, bài toán thì nó có nhiều dạng phong phú như vậy ạ. Thì khi mà đi học ấy, thì cái tư duy của mình nó cũng phải, tức là mình cũng phải dễ bén lên, mình tìm cái bài đúng, được chưa? Trường hợp ý D này, 4 điểm này đúng không? Cùng thuộc một đường thẳng, và điểm G thì lần giữa hai điểm, điểm G lần giữa hai điểm E và F, còn điểm F, H, E và H thì lần giữa, làm khác phía với điểm E. Vẽ làm sao nó phải đủ tiêu chí những yếu tố đấy nhá. Thì thứ nhất là cô sẽ để E ở đây,
g đây, được chưa? Điểm F ở đây đấy, và điểm H ở đây, được chưa? Đấy, đấy là trường hợp mà hợp lý nhất với bài D này. Còn trong trường hợp thứ 5, 4 điểm RSTU cùng lần trên một đường thẳng và 2 điểm T và F lần cùng phía so với điểm U. Còn 2 điểm R và T lần khác phía với điểm U sẽ vẽ như sau. Nhá. R đây. R này. U. Được chưa? T. Được chưa? F. Đấy nhá. R, U, T, F, được chưa? Đấy, nhìn kỹ nhá, làm sao phải đủ tất cả những yếu tố người ta hỏi, được chưa? Mình phải đầy đủ yếu tố nhá. Được chưa? Nào, mình sang bài 2.3 nhé. 2.3 là của con ấy, được chưa? Một bài trắc nghiệm thôi, dễ thôi. Con sẽ trả lời cho cô đúng sai nhé. Bạn Phong chuẩn bị làm nào. Phong nào. Phong đâu nhỉ? Mỗi câu sau đây đúng hay sai? Vượng nào, Vượng có nói được loa không? Vượng ơi, Vượng có mic không nhỉ? Vượng ơi, Vượng có mic không đấy? Thế thì bạn làm 2.3 nào. Bạn Chu Thanh Hằng là được một câu ý đầu tiên nào. Chu Thanh Hằng đâu nhỉ? Con thưa cô là ba điểm phân biệt là điểm ba điểm thẳng hàng, đúng không? Con thưa cô là ba điểm phân biệt thì chúng đã thẳng hàng chưa ạ? Chưa, đúng không? Bởi vì sao ạ? Bởi vì ba điểm phân biệt đây, rõ ràng là ba điểm phân biệt đây nhưng chúng không hề thẳng hàng. A đây, B đây, được chưa? B đây và C đây, được chưa? Đấy, A, B, C. Ba điểm phân biệt nhưng chúng không hề thẳng hàng, đúng không? Đấy nhá, để ý nhá. Ba điểm muốn thẳng hàng thì chúng phải cùng thuộc một đường gì ạ? Đường thẳng theo đúng định nghĩa của này là sai. Câu thứ hai bạn Phong nào. Phong đâu nhỉ? Trong ba điểm thì luôn có một điểm lần giữa hai điểm còn lại. Trong ba điểm phân biệt nhá, thì luôn có một điểm lần giữa hai điểm còn lại, đúng ạ. Chắc chưa? Đây, trong trường hợp này, trời đây có điểm phân biệt nhưng mà có điểm này có lần giữa hai điểm còn lại đâu, sai, được chưa? Nào, tiếp tục. Chu Thanh Hằng là với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm lần về cùng phía đối với điểm còn lại, đúng hay sai? Con thưa cô là ba điểm phân biệt thì luôn có hai điểm lần về cùng phía đối với điểm còn lại. Khi mà có từ luôn nhé, nó sẽ là sai đấy ạ, được chưa? Nhá, để ý đấy. Nhưng mà chưa chắc với câu D đâu nhá, câu D để ý. Thông thường, được chưa? Nào, ý D này. Ý đề bạn bạn gì thì bạn Phúc nói xem nào. Phúc đâu nhỉ? Với ba điểm thẳng hàng phân biệt thì luôn có hai điểm lần về khác phía với điểm còn lại, đúng hay sai không?
Nhanh nào. Phúc ơi. Phong trả lời thay nào. Vân Đường cô là đúng ạ. Đấy, câu đúng này, chuẩn xác luôn. Câu em không trả lời lỗi đi. Với 3 điểm phân biệt thì luôn có 2 điểm nằm về cùng phía với điểm còn lại. Câu này cũng đúng nhá. Nhớ đấy ạ. Còn câu em nào không làm lốt nào? Trắc nghiệm hơi khó đúng không? Cô em nào? Cô là sai. Đúng rồi, cô em là sai. Với 3 điểm A, B chẳng hạn thì điểm B luôn nằm giữa 2 điểm A và C. Được chưa? Đấy. Thì bài này chỉ có duy nhất câu D và câu E là đúng thôi. Còn tất cả các câu còn lại đều là sai. Con đánh đúng sai vào nhá. Cô đang chữa toàn bộ bài tập cho các bạn đấy ạ. Chữa toàn bộ bài tập sách học khoa và sách bài tập cho các bạn đấy. Được chưa? Các con sẽ lưu ý những phần này nhá, cho cô nhá. Một phiếu bài tập cô sẽ gửi thêm cho nhóm lớp, được chưa? Nhá. Cô sẽ cho các con một bài tập này về nhà. Đó là bài 2.4. Một cái bài mà cô đâu rồi? Được chưa? Đấy, bài 2.4 của mình nhá. Thì đây là một bài đố vui. Các bạn có thể về nhà làm, tự làm bài này cho cô Thu nhé. Một bài đố vui là một người quan sát một đàn vịt bơi và nói: một con bơi nước, được chưa? Trước hai con, được chưa? Một con bơi giữa, giữa hai con. Một con bơi sau, sau hai con. Nghe vậy anh, bạn anh cho rằng đàn vịt có đúng ba con. Theo em thì đàn vịt có. Theo em tại sao bạn anh lại khẳng định như vậy? Được chưa? Đấy nhá. Được chưa? Đây là một bài đố vui. Thì nếu như các con có điện thoại, con sẽ chụp lại bài này nhá. Về nhà làm cho cô Thu, được chưa? Hôm sau cô Thu sẽ chữa và hỏi bài này nhá. Đấy, và buổi học hôm nay thì cô Thu đã dạy cho các con đầy đủ kiến thức về bài ba điểm thẳng hàng, được chưa? Thì các con sẽ về nhà xem lại toàn bộ định nghĩa thế nào là ba điểm thẳng hàng, được chưa? Và ba điểm thẳng hàng thì có những tính chất gì, được chưa? Nhớ nhá, ba điểm thẳng hàng thì có những tính chất gì, được chưa? Và xem qua những bài tập mà cô vừa chữa, được chưa? Lát nữa cô sẽ gửi vào nhóm lớp cho bố mẹ các con, nhóm Zalo của mình đi ạ, sẽ gửi cho các con một chuyên đề bài tập về hình hoặc đại nhá, mà những bài mình đã học thì các con sẽ làm thêm bài, được chưa? Chăm chú làm bài tập về nhà và nộp bài tập cho cô trước giờ học ngày hôm sau, được chưa? Thì hôm sau thì cô sẽ trao đổi với các bạn một chút về cái lịch học nhá, được chưa? Được chưa? Xin chào lớp mình và hẹn gặp lại lớp mình vào hôm sau nhá. Xin chào cô. Rồi. Cô. Chào cô. Rồi, xin chào các con.